đêm thôi người ta nói mình khi dễ đúng không? Con tôi nó dạy ba chữ giết nu cây nấu liền mà. Nó nhờ nói vậy mày bị cảnh sát bắt đó. Biết sao bị cảnh sát bắt không? Quýnh lộn. Trời ơi tôi nó hiệt nghiệt ngã. Cái thằng Tây nó rớt cái bóp tiền. Nó quay qua nó hỏi: ê mày có lấy bóp tiền của tao không? Yeah. Bây giờ mày trả không? No. Tao đập vô mặt mày nghe. Ok. Mời thí sinh Nguyễn Hạnh Trang. Con tên là gì? Dạ con tên là Nguyễn Hạnh Trang. Con có đi diễn chưa? Sao chú thấy con quen quá vậy? Dạ rồi. Rồi cái cô mà la khàn khàn tiếng đó đúng không? Dạ. Dạ, lời đầu tiên con xin tự giới thiệu, con là Hạnh Trang. Con xin hân hoan kính chào quý ông, kính chào quý bà, kính chào quý cụ già. Chào luôn mấy em trẻ, chào mấy anh cô khỏe, chào mấy em thanh tao, chào mấy cô chú ở trên cao, chào luôn mấy cậu gì ngồi dưới hấp. Nếu là chào có hấp tấp, xin quý vị hãy bỏ qua. Xin chào hết tất cả cô bác gần xa, từ trong nhà ra phố chợ, dù có duyên ai nợ cũng xin gửi một lời chào. Ai có nói ca nói chào cũng xin chào tất cả, lời chào nghe có đã, xin quý vị vỗ tay. Dạ con xin cảm ơn. Dạ con xin cảm ơn. Dạ con xin cảm ơn. Thank you very much. Chú Thành nói thiệt nha, cái người mà làm được mà vừa đứng nói một mình rồi đãi miệng rồi thái độ cử chỉ, hiện nay là chỉ có cô Kiều Anh thôi. Người thứ hai là con đó. Mấy tuổi? Dạ con năm nay 7 tuổi. 7 tuổi hả? Dạ. Rồi năm nay trở lại là chắc rút kinh nghiệm rồi phải không? Dạ. Rồi cố gắng diễn gì hay hay nha con nha. Dạ. Thời gian 60 giây bắt đầu. Kính thưa toàn thể quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể quý vị quan khách, kính thưa quan viên hài họ, kính thưa toàn thể quý vị đại biểu, và ngày hôm nay nếu được bà con trong làng, tôi xin thành thật khắc cốt ghi tâm toàn thể chư vị cái tiên tôi, và tôi xin đạt được hình pháp để vị đạt được danh vọng. Vì sao có thể nhận được chức xã chủ khi đó có lòng danh dự, đồng thời đó còn là cái trách nhiệm của tôi, và tôi biết được đó sẽ là một cái nâng trĩu trên đôi vai này. Vâng, sự phát triển của hiện tại, vâng, và đời sống thì có thể nói rằng có thể đến được với những cái gì gọi là tầm cỡ vi mô, và trên, vâng, thưa quý vị có thể nói rằng trong tương lai gần, và tất cả đúng ra những sự như vậy. Vâng, quân đã chiến thắng vang dội. Chúc mừng con được 2 triệu đồng ạ. Hồi nãy giờ cũng nhái mấy người trong cái đoạn vừa rồi. Một ạ. Dạ chú Trấn Thành. Có lời lái của cô chị Phi Thanh Vân nữa nghe. Không 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 không. Tại chắc do cái giọng đó thôi. À, do cái giọng. Tại vì biết sao cái tuần này là tôi diễn, tôi đóng vai ông xã trưởng, một cái ông mà phát biểu mà ngớ ngẩn, nói mà cái câu văn nó không có nghĩa. Nhưng quan trọng là lúc tôi nói là tôi làm cho cái câu văn nó không có nghĩa mà nói rất nhiều. Mà con bé nó học thuộc được cái đống nó mới ghê thiệt. Cái đống đó nó không có nghĩa. Con học thuộc luôn hả? Dạ. Trời. Ghê thiệt, lợi hại. 2 triệu. Dạ, con xin phép chú Trấn Thành với chú Hồ Kim Quy với chú Trần Gia. Tại dùng hai này con làm bà của mấy chú. Được, được. Rồi. Trong kịch là bà có tát mấy cháu không? Dạ không. Ừ vậy mới được, con diễn nha. Thi tiếp không? Dạ có. Rồi thi tiếp. Cảm ơn con. Rồi 60 giây bắt đầu. Huy ơi là Huy, bà già cả rồi, mà sao con không chịu ở nhà giúp đỡ bà vậy hả Huy? Mà sao con đi hoài vậy hả? Huy ơi là Huy. Huy! Mày là cái thằng vô dụng, mày chả làm được cái gì cả. Mày là cái thằng vô tích sự. Ba đang nói mày đấy. Mày nhìn ba mày này. Bây giờ mày nói xem mày làm được gì. Hả? Mày nói cho ba mày nghe coi. Hả? Lúc trước mày giả vờ yêu, còn bây giờ mày giả vờ điếc à? Đã chiến thắng vang dội. Thắng của chúng tôi đây.
chịu. Bé chửi mà chịu. Chửi mà đầu tư vậy chịu. Tại vì đó. Cái này nếu người khác dĩ thì không cười, nhưng mà tại vì con nhấn nhá quá đã đi. Đúng. Nên nó cười. Chứ còn giả vờ yêu giả vờ thì cũng bình thường thôi, nhưng mà con nhấn mà con diễn thật, con hóa thân thật. Tại vì quan trọng là con ra người ta tin con là bà già thiệt. Đúng rồi. Đó, hơn thua nhau là cái thiệt hay không thôi. 10 triệu. Tiền quá trời tiền, không biết làm gì hết. Lấy 10 triệu về phải không? Đi tiếp. Tiếp hả? Đi tiếp. Trời ơi, bỏ vô lại. Ôi. Anh Hà Nam Giang ơi, mới bài em thôi. Bây giờ xuống dưới nè. Xưa mà giả vờ điên, giờ mà giả vờ điếc ha. Ừ. Rồi coi, sẵn sàng nha. Dạ. 60 giây thời gian, bắt đầu. Cái hôm bữa tôi đi lên chiếc xe buýt, cái không có chỗ ngồi, cái nó bắt tôi đứng đu vậy nè. Cái thằng tài xế nó chạy 180 km/h một giờ. Mắc cái gì mà nó thắng gấp là cái thạc. Trời ơi, lụng nhằn công tại phía trước. Ông quay qua ông nó quá trời luôn. Ông nói bây giờ sister buster, tôi hết tí tập ta, tôi sát tí phi, tôi hết ta, bây giờ tôi nói 1 triệu má, tôi còn không hiểu nữa. Bây giờ ông biết nói tiếng gì hay không? Nó không trả lời là mình biết là người ta chỉ nói được tiếng Anh thôi. Mình phải ứng khẩu với người ta. Đêm thôi người ta nói mình khi dễ đúng không? Con tôi nó dạy 3 triệu giết nô kê nấu liền mà. Nó nhờ nói vậy mình bị cảnh sát bắt đó. Biết sao bị cảnh sát bắt không? Quýnh lộn. Trời ơi tôi nó hiệt nghiệt ngã. Cái thằng Tây nó rớt cái bóp tiền. Nó quay qua nó hỏi: ê mày có lấy bóp tiền của tao không? Yeah. Bây giờ mày trả không? No. Tao đập vô mặt mày nghe. Ok. Vẫn đã chiến thắng vàng rồi. 20 triệu. Biết sao không? Con chị của chị Hương đúng không? Của tôi luôn. Ủa vậy hả? Mà cái con dễ thương, con nhái một nghệ sĩ mà con mang lại cái sự tích cực, con nhìn thấy dễ thương. Mà quan trọng bé đáng yêu. Mà quan trọng như này Giang, nó nhai đúng từng chữ một mới ghê. Mà nhịp nhàng lắm. Nó nhai nát cái đĩa đó. Con có khả năng biểu diễn rất là tốt và khả năng bắt chước là một trong những khả năng của nghệ sĩ cần phải có. Phải có làm nghệ sĩ được. Tất cả những nghệ sĩ hài đa số họ đều sao chép cuộc sống lại thôi. Cái yếu tố bắt chước là cái yếu tố hàng đầu của một diễn viên hài. Phải sao chép được. Trời ơi, giỏi quá. Yes, trả không? No. Ê, mày có lấy bắp tiền của tao không? Yeah. Bây giờ mày trả không? No. Tao đập vô mặt mày nghe. Ok. Cái thái độ đó. Cứng là cứng cái thái độ đó đó. Gái ơi. Dạ. Ba dòng là có duyên quá. Quá có duyên, tôi khen. Mà tôi ái mộ tôi mừng lắm. Học thuộc tất cả các tiểu phẩm của tôi. Bây giờ cho hỏi nè, có đi nữa không? Dạ. Sao vậy? Sao đang hay mà không đi nữa? Dạ, tại vì con còn một tiểu phẩm nữa. Nhưng mà con nghĩ chắc là mấy chú sẽ không cười. Vậy hả? Uổng quá vậy, đang yêu mến quá mà. Bây giờ dừng lại là lấy 20 triệu thôi đó nha. Dạ. Và lấy xong rồi diễn tặng tôi có đó được không? Dạ được. Nha. Dạ. Rồi, trời ơi thương quá, đang coi thích quá nè. Kính thưa bà con, tôi xin thông báo một chuyện vô cùng hệ trọng. Như khi quý vị đã biết, hiện nay tầng khí quyển đào lũng cái tầng ô dân, còn không đứa nào dám leo lên giá. Mà giá được cũng không có kỹ thuật giá. Bên cạnh đó, hiện nay tầng thế giới càng đông, đất chật người đông đất càng đầy mong đất càng chật người. Bên cạnh đó, ngỗ bắt cực đang ngừng sân sản. Một số là loài đâm vào nguy hiểm đang ngừng chật lông. Bên cạnh đó, khí hậu thay đổi toàn cầu, trái đất nóng ngừng lên. Vì để bảo vệ cho môi trường, bảo vệ cho thiên nhiên, bảo vệ cho hành tinh xanh lét của chúng ta, và đề nghị bà con phải làm gì hết sức thận trọng. Đó là tôi đề nghị bà con không nên ăn thịt chó. Hay, công nhận. Chứ nãy thi là thua rồi. Hay quá con nhỏ. Con biết là cái nào người ta cười, cái nào không cười luôn ghê không? Thông minh thiệt con nhỏ này. Con biết giống như là con biết trước vấn đề vậy đó. Ghê thiệt. Chứ nãy thi là thua rồi. 20 triệu xứng đáng mà con. Rồi. Nhỏ giỏi thiệt. Nhưng mà cho chú Thành hỏi nè, là con là ở nhà là con coi hài chú nhiều lắm luôn hả không? Dạ có. Thuộc luôn quá trời luôn. Có coi cái nào khác nữa không? Dạ. Con thích nghệ sĩ nào nữa, con nhái thêm người nữa cho chú coi coi. Dạ coi Diệt Hương. Con thử đi, con thử nhái của Diệt Hương đoạn nào cho chú coi coi.
Dạ, bài Cô Bé Mặt Khăn Đỏ. Rồi, Cô Bé Mặt Khăn Đỏ thử nha. 2, 3. Là ra ý, bác tiều phu, bác đi đâu vậy bác? Bác đi vô rừng kiếm củi. Ý, kiếm củi chi vậy bác? Bác đi kiếm củi về, bán kiếm tiền mua gạo nấu cơm ăn chứ làm gì? Ý, ông Mười Không bán phở ngon quá trời, sao bác không ăn, mà ăn cơm chi vậy bác? Mày bị điên hả? Ông Mười Không bán một tô phở tới mấy chục ngàn, tiền ở đâu ra tao ăn? Cơm mà còn không có ăn nữa kìa. Ý, vậy ăn cơm chi vậy bác? Tao ăn cơm để tao có sức, để tao đánh mày, đồ con quỷ cái. À, ý, sao bác đánh con? Ý, thôi thôi, cho bác xin lỗi nha, con có sao không? Vậy, theo bác thấy có sao không? Rất là có năng khiếu. Và chú Thành hy vọng là con cũng sẽ giữ cái niềm đam mê này. Nhưng mà có một điều mà chú muốn nhắc con là con làm gì làm, khi con diễn lại một cái gì đó con phải nói cho rõ. Dạ. Hiện nay con nói nhai chữ mà nhanh quá. Dạ. Hiểu không? Hiểu không? Hiểu không? Dạ hiểu. Ừ. Chú nói nhanh nhưng mà nghe phải nghe được. Còn con nói nhanh tới mức độ nghe hỏng được. Dạ. Khi người ta nghe hỏng được là người ta sẽ hỏng cười nha con. Dạ. Gái nha, nhớ. Dạ. Nha. Dạ. Rồi, chú tặng con 20 triệu. Cảm ơn con đến với chương trình.